Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên 7. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của bài học tiếp theo. Chạy bộ là một hoạt động vận động tích cực và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. Trong quá trình chạy bộ, hoạt động trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ. Nếu duy trì tích cực hoạt động này thì cơ thể sẽ phát triển cân đối. Vậy các hoạt động sống trong cơ thể có mối quan hệ như thế nào để đảm bảo cho cơ thể thống nhất và phát triển toàn vẹn? Để có câu trả lời thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 39, chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất. Trong bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được những mục tiêu sau đây. 1. Dựa vào sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể, môi trường và sơ đồ quan hệ giữa các hoạt động sống chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất. 2. Lấy được các ví dụ hoạt động hàng ngày của cơ thể để thấy rõ cơ thể là một thể thống nhất. 3. Bằng những dẫn chứng cụ thể, chứng minh được cơ thể sinh vật là một thể thống nhất. Và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên. 1. Mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường. Để tìm hiểu về mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường thì chúng ta thấy rằng mọi cơ thể sống từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Sự thống nhất về mặt cấu trúc trong cơ thể đa bào thể hiện rõ qua các cấp độ tổ chức tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. Phần lớn hoạt động sống của cơ thể được diễn ra ở tế bào, ngay cả khi cơ thể cấu tạo chỉ từ một tế bào thì chúng ta cũng thấy rằng chúng vẫn đảm bảo đầy đủ các chức năng sống. Cơ thể đơn bào có màng tế bào giúp bảo vệ các thành phần bên trong tế bào và ngăn cách với môi trường bên ngoài, đồng thời thực hiện quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Trên đây là sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường. Các em có thể thấy rằng cơ thể trao đổi các chất với môi trường. Cơ thể sẽ lấy các chất từ môi trường như chất dinh dưỡng, oxygen, nước, muối khoáng, sau đó chuyển đến các tế bào để thực hiện trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, giúp tế bào lớn lên, sinh sản, cảm ứng. Song song với quá trình đó, các hoạt động sống được thực hiện ở cấp độ cơ thể, như cơ thể sẽ sinh trưởng và phát triển, sinh sản và cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động sống. Sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng sẽ cung cấp các sản phẩm cho các tế bào khác. Còn trong cơ thể đa bào, mỗi loại tế bào thực hiện chức năng nhất định thông qua tổ chức, mô, cơ quan, hệ cơ quan. Đồng thời các tổ chức sẽ phối hợp hoạt động chặt chẽ và giúp cho cơ thể thực hiện các hoạt động sống một cách nhịp nhàng. Hay ví dụ như sơ đồ quan hệ giữa tế bào, cơ thể, môi trường qua hoạt động trao đổi chất ở thực vật. Rễ cây sẽ hút nước và muối khoáng đi từ dưới đi lên. Kết hợp với lá cây sẽ hấp thụ carbon dioxide đi vào trong tế bào lục lạp để thực hiện quá trình quang hợp để tạo ra chất dinh dưỡng cho cây. Các chất dinh dưỡng này sẽ vận chuyển qua mạch Ray và đi đến các tế bào. Chúng ta thấy rằng ở phần thân thì khi mà cắt ngang thân chúng ta thấy rõ là gồm có mạch Ray và mạch gỗ. Mạch gỗ thì vận chuyển nước, còn mạch Ray thì vận chuyển đường, có nghĩa là chất hữu cơ. Tương tự như thế, khi cắt ngang sợi rễ thì chúng ta cũng thấy rằng gồm có mạch gỗ và mạch Ray. Mạch gỗ vận chuyển nước, còn mạch Ray vận chuyển đường, có nghĩa là chất hữu cơ. Nước sẽ được đi vào qua các lông hút. Đây chính là tế bào mạch dẫn của cây. Từ đây chúng ta có thể thấy rõ mạch gỗ sẽ vận chuyển nước và muối khoáng đi lên trên, còn mạch Ray vận chuyển các chất hữu cơ từ lá đến các tế bào, đi từ trên xuống dưới. Đến đây thì chúng ta có thể dễ dàng lấy được ví dụ chứng tỏ một tế bào có thể đảm nhận chức năng của một cơ thể sống rồi, đúng không nào? Cô lấy ví dụ như trùng roi là sinh vật đơn bào, có cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài xoáy vào nước, giúp cho cơ thể vừa tiến vừa xoay. Cấu tạo cơ thể gồm nhân và chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục như thực vật, các hạt dự trữ, điểm mắt và có không bào có bóp.
hình thức dinh dưỡng, tự dưỡng và dị dưỡng. Hô hấp, nhờ sự trao đổi khí qua màng. Bài tiết, không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết thải ra ngoài, giúp cân bằng áp suất thẩm thấu. Về sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng có đầy đủ chức năng của một đơn vị sống độc lập. Vẽ sơ đồ về mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể, môi trường đối với cơ thể đơn bào. Câu trả lời chúng ta sẽ lấy sơ đồ giống như trong sách giáo khoa mà các em đã được học. Câu hỏi tiếp theo, chứng minh rằng cơ thể đơn bào có cấu tạo tế bào nhân sơ hay nhân thực là một cơ thể thống nhất? Thì chúng ta có thể trả lời, mỗi tế bào cấu trúc nên một cơ thể, ví dụ như tế bào vi khuẩn, cơ thể vi khuẩn, tế bào trùng dày tạo ra cơ thể trùng dày. Mỗi tế bào trên cơ thể đều thực hiện các chức năng sống như trao đổi chất, cảm ứng, lớn lên, sinh sản và có mối quan hệ mật thiết với môi trường. Các em cùng quan sát về hình 39.2, hãy nêu mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể, môi trường thông qua hoạt động trao đổi chất ở thực vật. Chúng ta có thể thấy rằng tế bào lông hút ở rễ hút nước từ môi trường vào các mô rễ, mạch gỗ, vận chuyển lên thân thông qua sự trao đổi chất ở các tế bào, mạch gỗ, ở thân và đi lên lá. Tại các tế bào khí khổng ở lá, hơi nước thoát ra ngoài môi trường. Rễ, thân, lá có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ví dụ như lá cây thực hiện chức năng quang hợp, trao đổi chất để tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng. Thân, vận chuyển các dòng chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng cần cho các hoạt động sống. Rễ hút nước và muối khoáng từ lòng đất vào nuôi cây. Đến đây chúng ta có thể rút ra kết luận, tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của cơ thể sống. Mọi hoạt động sống trong cơ thể sinh vật đều diễn ra trong tế bào, giúp cho cơ thể sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường ngoài. Vậy các hoạt động sống trong cơ thể có mối quan hệ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo. 2. Mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể. Để chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số các hoạt động sau đây. Như các em đã biết, tất cả các cơ thể sống đều có những đặc trưng nhất định để phân biệt với các dạng không sống khác, bao gồm có trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, sinh sản. Mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào. Các hoạt động sống trong cơ thể có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, đảm bảo sự thống nhất toàn vẹn giúp cho cơ thể tồn tại và phát triển. Đến đây khi chúng ta quan sát hình 39.3 thì chúng ta có thể dễ dàng mô tả mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể rồi đúng không nào? Dựa vào sơ đồ mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với các hoạt động sống trong cơ thể, chúng ta có thể thấy rằng các hoạt động sống trong cơ thể gồm có trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể như sau. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng sẽ giúp tổng hợp các chất dinh dưỡng, dự trữ, năng lượng giúp cho cơ thể lớn lên, sinh trưởng, phát triển. Chuyển hóa các dạng năng lượng trong cơ thể giúp cơ thể hoạt động và tỏa nhiệt. Cuối cùng là cảm ứng giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường, tìm kiếm được nguồn dinh dưỡng phù hợp, đồng thời giúp cho cơ thể điều hòa, thích nghi trước với những thay đổi của môi trường. Trong cơ thể sống, hoạt động trao đổi chất diễn ra không bình thường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động sống khác? Khi một hoạt động trao đổi chất diễn ra không bình thường, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống các hoạt động sống trong cơ thể. Cô lấy ví dụ như thiếu nguồn dinh dưỡng, tế bào phân chia kém, cây sinh trưởng phát triển chậm, sinh sản không đúng chu kỳ. Môi trường thay đổi, cơ thể không thích nghi kịp, cơ thể sẽ bị chết. Các em hãy lấy ví dụ về tính thống nhất trong cơ thể sinh vật, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các hoạt động sống. Cô lấy ví dụ như khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn, các cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động, nhịp tim tăng, mạch máu giãn, thở nhanh và sâu, mồ hôi tiết nhiều.
Đến đây chúng ta có thể rút ra kết luận, cơ thể sinh vật là một thể thống nhất thể hiện ở mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể, môi trường và mối quan hệ giữa các hoạt động sống khác trong cơ thể. Có thể em chưa biết ung thư phổi là một căn bệnh. Khi một người mắc bệnh này, một số các tế bào ở phổi phát triển không kiểm soát và lan sang toàn bộ lá phổi và các mô, cơ quan khác trong cơ thể. Hậu quả là làm phá vỡ mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do hoạt động sống nào chi phối? Em hãy giải thích. Suy dinh dưỡng là một dạng bệnh lý thường gặp ở trẻ em có độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi. Nguyên nhân chính là do quá trình trao đổi chất bị rối loạn, quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào và cơ thể diễn ra không đồng đều, làm ảnh hưởng đến sự lớn lên và phân chia của tế bào, khiến cho cơ thể sinh trưởng và phát triển không cân đối. Mặt khác, điều kiện về nguồn dinh dưỡng cung cấp cho trẻ bị thiếu hụt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ. Câu hỏi tiếp theo, các em hãy giải thích việc nên hay không nên xén rễ và xây bờ bao quanh gốc cây cổ thụ trồng trước nhà, trường học hoặc ngoài đường phố. Chúng ta không nên xén rễ và xây bờ xung quanh gốc cây cổ thụ. Chỉ đơn giản là khi cây cổ thụ bị xén rễ và xây bờ bao quanh sẽ làm cho các đầu hệ rễ bị mất đi lớp tế bào phân sinh. Hệ rễ không thể lan rộng, bén sâu. Dần dần cây cao to nhưng hệ rễ bám vào đất không chắc chắn, làm cho cây dễ bị bật gốc khi trời mưa gió và gây ra tai nạn. Câu hỏi cuối cùng, khi ăn cơm, những cơ quan hay cơ quan nào trong cơ thể của em hoạt động? Em hãy nêu mối quan hệ giữa các hoạt động đó. Khi chúng ta ăn cơm, thức ăn đi qua khoang miệng và xuống hệ tiêu hóa gồm có dạ dày, ruột. Các hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cho cơ thể lớn lên, sinh trưởng, phát triển. Thức ăn là tác nhân giúp kích thích cơ thể ăn nhiều hoặc ít, tạo yếu tố thuận lợi cho tiêu hóa, hỗ trợ quá trình chuyển hóa vật chất diễn ra tốt hơn. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.